Hà Nội hỗ trợ người dân 4 triệu đồng đổi xe máy cũ, những ai được đổi? Từ hôm nay đến 30 tháng 11, Hà Nội chính thức triển khai chương trình thu xe máy cũ không đạt tiêu chuẩn khí thải với mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng để chuyển sang xe mới. Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng từ năm ngoái năm kia đã có nhiều ý kiến về chương trình này rồi. Chủ trương đổi xe cũ nhằm giảm phát thải ô nhiễm môi trường là rất đúng đắn. Tuy nhiên, điều kiện đổi phải thực tế. Theo ông Thủy, thực tế đó dựa trên cơ sở đời sống thu nhập của người dân còn rất nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ người dân đi đổi xe cũ không chỉ là 4 triệu đồng mà phải là 6-10 triệu đồng một xe thì mới khả thi. Như thế nhiều người sẽ đến đổi mà không trốn tránh. Người ta cũng cảm thấy được quan tâm và cũng bù đắp bớt khó khăn trong đời sống. Hà Nội không nên cố định ở mức hỗ trợ 4 triệu. Mức tiền hỗ trợ này đã đưa ra cách đây mấy năm rồi, giờ áp vào triển khai vẫn giữ nguyên là không thực tế. Tiến sĩ Thủy thẳng thắn bày tỏ. Vấn đề thứ hai theo chuyên gia này là chủ trương đổi xe cũ lấy xe mới không nên dồn vào một hai năm mà phải thực hiện từng bước 3-5 năm mỗi năm đổi khoảng 2.000 xe thôi. Ví dụ năm 2022 đổi 3.000 xe, năm 2023 đổi 3.000 xe nữa, năm 2024 đổi từ 3 đến 4.000 xe tiếp. Mỗi năm như vậy kinh phí sẽ có, không dùng 4 triệu nữa mà tăng lên 6 đến 10 triệu. Như thế, vừa giảm trải kinh phí, vừa là giảm bớt khó khăn cho người dân, những người không có tiền phải dùng xe cũ mưu sinh. Nên có sự chia sẻ thông cảm, nếu làm được như vậy thì việc thực hiện hóa chính sách sẽ tốt hơn, ông Thủy nhấn mạnh. Đặc biệt với điều kiện để được hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thải bỏ, người dân phải thỏa mãn các điều kiện. Xe máy chính chủ, chủ phương tiện có hộ khẩu ở Hà Nội, xe phải thuộc một trong năm hãng xe Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SIM. Đăng ký lần đầu trước năm 2002, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng những điều kiện như thế rất thiếu thực tế. Tại sao lại áp điều kiện hộ khẩu trong khi không có hộ khẩu người dân từ các địa phương vẫn từ nơi khác vào Hà Nội? Ví dụ, người dân hộ khẩu Bắc Ninh, Hưng Yên nhưng hàng ngày họ vào Hà Nội làm ăn, rõ ràng vẫn gây ô nhiễm môi trường cho thủ đô. Nếu đổi xe cũ thì tất cả những người vào làm ở Hà Nội đều phải được đổi và phải bù trừ hợp lý không nhất thiết đòi hỏi phải có hộ khẩu cũng như chỉ giới hạn trong những hãng xe này hãng xe kia, ông Thủy nêu quan điểm. Đặc biệt với yêu cầu người đi đổi sở hữu xe máy chính chủ, ông Thủy cho rằng điều kiện này cũng không hợp lý, bởi những xe cũ nát thường qua nhiều chủ, người đang sở hữu vì quá nghèo mới mua những chiếc xe cà tàng như thế, những nhóm này càng phải đổi cho người ta như thế mới thực tế. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh